Chạy là 20 sò thôi các bác, 20 sò. Đấy, đường thi đầu vào gồm 6 ly và 3 lăng, được tặng kèm một bộ dây 3 lăng khi các bác mua bên em nha. Đấy, hàng nội địa dây nguồn rất là lớn nha. Cầu loa phần tản nhiệt. Con này series là 1732 nha, 1732. Điện 110 nha các bác. Đấy, hàng em hàng tùy chọn về từng con một rất đẹp luôn. Hàng bác nào chốt thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Giá bên em là 14.500 là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng. 14.500. Hàng đẹp nha. Con này về các bác gíp lo full 30-40 vô tư nha, hoặc là các bác chơi lo boss thì đánh con này, hoặc là đánh cover gì cũng được. Cover bên em còn một con ngàn tư thôi, ngàn tư thì giá 16 triệu nha các bác. Còn bên em còn con cover ngàn tư nha, ngàn tư thì nó cũng như boss ngàn 8. À đúng không? Con cover 1 ngàn tư á, bên mờ ngàn tư em đang giao là 15 nha các bác, 15. Còn một boss ngàn 8 mới là 16. Còn đây boss ngàn 6 CD6 14 năm. Những con này thì có chơi vô tư rồi, không có lo nào làm khó em nói hết. Với chơi gia đình thì các bác chơi 30-40 hoặc là những lo boss thì vô tư. Rồi mở nội thất bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Giá 14 năm nha các bác. Cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em bớt trực tiếp vào sản phẩm luôn là 200.000, còn 14.300.000 em đã thông báo và cũng nói rõ ràng để các bác mình có thể mình lựa chọn cách mua hàng. Chuyển khoản đủ sao cũng được, hoặc là cọc tiền gì cũng được, các bác ngại thì các bác cọc tiền giúp em khoảng 10% trở lên. Giá bên em bao ship và các bác lưu ý là bên em kèm theo một bộ dây ba lăng xịn của Nhật trị giá là 250.000. Đây các bác cùng xem độ đẹp của con 1600 series 6 về. Nhìn cái tăng phô các bác thấy yêu chưa? Đây là phần bộ lọc điện các bác, lọc điện nha. Trước khi mà được điện được vào tăng phô, em nó sẽ qua một cái khâu lọc điện, nên là những dòng boss hoặc là cover đều trang bị những cái cấu hình nó như thế này. Các bác nghe sẽ rất cực kỳ là sạch sẽ. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Chạy là 24 sò nha bác. 2, 4, 6, 8, 10, 20 con nha bác. Chạy 20 con. Các bác thấy nhìn chân sò này. Ở trong máy bên em là bảo hành nguyên zin nha. Nó chạy sò Motorola F nha, khu Mỹ. Mới tin nha, nhìn dây bẹ này các bác. Leng keng nha. Bác nào chốt thì cứ liên hệ cho em. 14.500 là các bác đã sở hữu một con boss 1600 xe đi 6, gọi là xuất diện hoa hậu hàng nội địa Mỹ, điện 100, 110, 120. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Đây là boss 1600 xe đi 6, em Chiến đang giao các bác là 14.500.000. Liên hệ cho em Chiến có hai số điện thoại phía trên màn hình. Và các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Các bác QC thì cho các bác một cái chất âm nó rất là ngon ở phân khúc tầm tiền, mà khó để những cái sản phẩm mà gọi là ngon bổ rẻ, các bác ngon hơn tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Và thứ hai em nhắc tới là QC và RBL thì nó giống nhau nha các bác, nó có liên kết với nhau, nên là con QC thường thường QC mà dùng chung với cấu hình của RBL thì QC nó sẽ rẻ hơn 500 nếu mà dùng chung cấu hình. Đó là giá trị thương hiệu đó các bác. Còn đây là con chỉ đỏ nha, con chỉ đỏ dòng EX á, QC EX 2500, giá là 16 triệu nha các bác. Em về được có một con thôi nha, một con thôi. Bên em có một con EX 1600 nữa nha các bác, 1600 nữa. Con này trang bị cổng chơi súp nha, dây nguồn zin này các bác, có cổng chơi súp hơi này, trạm Nutrix và trạm bắt chước mõ chim này. Mắt in USA, đường tín hiệu vào là có ba lăng, được tặng kèm một bộ dây ba lăng để các bác kém xuống sấp nha. Con này mới về sáng ngày hôm nay luôn các bác. Hàng nội địa điện 110 nha các bác, bên em chỉ làm hàng nội địa thôi. Bác nào muốn xài những con nội địa xịn sò chất lượng thì mình các bác cứ theo dõi kênh của em. Và đây là con QC EX 2500 giá 16 bao ship. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 15.800. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, em ship hàng và giao hàng tận nơi. Đây là cấu hình bên trong của con QC 2500 mới tinh các bác. Cầu chạy sớ, cầu lồ, tăng phô vàng. Em nó sử dụng hai tăng phô, mỗi tăng phô nuôi cho mỗi vế là 8 tổ lục nguồn. Đây, nó hai vế đối xứng nhau nha các bác. Nghĩa là một phần như trên này nó y phía dưới nó y vậy các bác. Đây. Hay là trạm loa có hai cầu chì bảo vệ luôn, tại vì dòng đẩy công suất lớn các bác. Những con này các bác nghi nung trực tiếp là cũng đã hay rồi, đừng nói chi qua vang qua đồ,
và vang quả năng nữa, nghiêng còn hai hung nữa. Đây là chất lượng và độ đẹp của máy, em mở ra các bác cùng xem. Còn máy thì tất cả em bao dinh hết nha, bảo hành là trọn bảo dây, bảo hành bảo trì là trọn đời sản phẩm nha. Đây có thấy độ đẹp của con hàng rưỡi chưa, em về được một con đấy. Bác nào mình chốt con này thì alo cho em. Giá 16 bao ship. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào muốn theo dõi kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình, ấn vào nút đăng ký các bác, ủng hộ kênh và được theo dõi liên tục những sản phẩm và video em lên sóng hàng ngày.